Điều mà em thấy tâm đắc nhất đó là cái việc là nó giúp em có một cái giống như là sở hữu một cái doanh nghiệp tinh gọn. Mọi thứ em có thể vận hành ở trên cái tài khoản của mình và em đo lường được ở trên đấy luôn. Khi em dùng những cái kiến thức mà thầy Quốc dạy á, là ví dụ như đi tặng quà hay là mình kết hợp, thì cái câu chuyện là em cũng kết hợp với lại một số cái chương trình gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân nữa, thì nó tạo ra cho em một cái bước đà và nhờ đó thì em thu hút khách hàng nhẹ nhàng hơn những cái cách khác mà em chỉ làm một lần, em sử dụng tái đi tái lại rất là nhiều lần mà mình không phải lặp lại những cái thao tác thủ công. Ồ, đây là một cái công cụ mà thật sự những cái người mà mới bắt đầu như em hay là mới bắt đầu học tập phát triển và kinh doanh giống như em, mà đặc biệt là lĩnh vực Applet, thì nó thực sự nó rất là tiện và mình làm nó, em cảm thấy là nó rất là dễ dàng. Những người bạn nào mà hiện tại cũng đang khởi nghiệp hoặc là đang bắt đầu cái mô hình kinh doanh giống như em thì hãy xây dựng cho mình một cái thương hiệu và hãy tìm một cái đòn bẩy, một công cụ là đơn giản và gọn lẹ mà một mình có thể vận hành được để hỗ trợ cái công việc của mình, và eBay là một lựa chọn. Thế với em nó hiện tại nó đang là cái tối ưu ạ.